bạn đã cắt được bao nhiêu mái đầu trong mùa dịch? Bao nhiêu mái đầu đếm không hết, nó nhiều lắm đó. Đếm hết là bị phạt đó. Không nhớ nổi, khoảng 60. Em cắt cho ai dữ vậy? Em cắt cho bác sĩ á. À, sorry, cái này anh không có follow ạ. Dạ. À, có nghĩa là em là tình nguyện viên. Dạ. Đi cắt tóc cho những cái bác sĩ ở làm... bệnh viện dã chiến. Wow, lợi hại á. Cuối cùng tự nhiên là giờ em có thêm một cái nghề tay trái. Đúng rồi. Cần thiết là mở tiệm luôn. Dạ không dám, vừa vừa thôi, cắt chơi thôi. Không, nhưng mà ví dụ như em là chỉ cần em nâng cấp em lên khoảng một khóa nhẹ nhẹ nó là mở tiệm. Mà cái đó cũng là cái em thích nữa, nên em rất là enjoy với nó. Yeah, hay quá ha. Dạ. Tính ra là đi làm từ thiện giúp người ta, xong mình tự giúp mình một nghề luôn. Có thêm một cái nghề. Ồ hay ha. Dạ hay. Trả lời được rồi. Chưa chưa. Ủa chưa, không, em không nhớ nhiều quá đó. Thôi mình phạt cái vui đi em.